hướng dẫn chỉnh con Citizen mà radio control. Con này em đã bỏ pin rồi. Con này đặc điểm cái là khi các bác nó chưa có pin, các bác bỏ pin vào để cho máy chạy tự do, nó muốn chạy gì chạy. Nhưng mà khoảng chừng 15 phút á, khi nào kim dây bắt đầu nó chạy á thì mới chỉnh được. Kim dây nó chạy bình thường như vậy mới chỉnh được. Đó, khi nó chạy rồi bắt đầu em chỉnh này. Ở đây nó có 3-4 nút. Đây em muốn chỉnh giờ. Em nhấn chữ A cho nó nháy màn hình. Nhấn chữ A nha. Đấy, nó nháy màn hình. Đây là hiển thị 5. Đó. Nó hiển thị 5 trước. Đây là tăng lên ví dụ năm 2022, 23, 24, 25, giảm xuống ví dụ 21, 20. Đó, xong rồi giờ em muốn chỉnh qua ngày tháng tiếp nè. Nó thứ tự. Đấy, em nhấn một cái thôi. Đó. Đây là tháng nha. Đó, tháng trước, nhật là tháng trước. Rồi em nhấn tiếp một cái nữa. Chữ A thôi. Đó. Đây là ngày. Rồi em nhấn tiếp là giờ. Đó. Đây là 9:26. Thì các bác cứ chỉnh 9:26, 10:26 thì cứ nhánh này qua lại. Đó, em tiếp tục em nhánh đây, chỉnh một phút. Đó. Nhánh cái chữ A nữa, nhẹ phút. Đó. Khi mà đã chỉnh xong rồi á, các bác nhấn nút A cái nữa. Đó, tự động đồng hồ nó cập nhật nó chạy giờ. Để tự động nó chạy thôi. Mình không cần thiết. Rồi thế xong.